Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao giấy chứng nhận cho 104 công dân Việt Nam hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương, trong tổng số 210 công dân Việt Nam trở về từ Liên bang Nga. Trước đó, ngày 9 tháng 7, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận 210 công dân Việt Nam từ Liên bang Nga trở về, thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định tại khu ký túc xá sinh viên phường 1, thành phố Bạc Liêu. Qua lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 24 tháng 7 cho 104 công dân tại cơ sở cách ly đều cho kết quả âm tính và có sức khỏe tốt. Riêng có 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tổng số 210 công dân Việt Nam về từ Liên bang Nga. Kết quả xét nghiệm của 3 bệnh nhân này nhiều lần cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sức khỏe các bệnh nhân ổn định. Trong thời gian cách ly tập trung, 104 công dân đã thực hiện tốt hướng dẫn của ngành y tế, chấp hành nghiêm quy định về yêu cầu tại cơ sở cách ly. Trong suốt thời gian cách ly, các công dân được bố trí nơi ăn ở sạch sẽ, thoáng mát. Công tác phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm ngặt. Lực lượng phục vụ làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, tạo ấn tượng tốt đẹp cho công dân khi về khu vực cách ly. Tại buổi trao chứng nhận, công dân hoàn thành cách ly đã gửi lời cảm ơn đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu và toàn thể cán bộ chiến sĩ cùng toàn thể đội ngũ y bác sĩ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công dân trong thời gian cách ly. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức xe đưa 104 công dân đến bến xe miền Tây, miền Đông, sân bay quốc tế Cần Thơ và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để công dân về với gia đình.